Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương ngày 25 tháng 12. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, khẳng định sẽ tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất. Ổn định đời sống cho người dân thuộc dự án Thủy điện CK Mản 1. Nha Trang đón vị khách du lịch thứ 4 triệu. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc trên cơ sở kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Trong lịch sử quan hệ hai nước có lúc thăng, trầm, hiện nay hai bên còn bất đồng về vấn đề Biển Đông. Đây cũng là vấn đề cử tri các đại biểu Quốc hội Việt Nam quan tâm và thường xuyên chất vấn. Chủ trương của ta là kiên trì thực hiện nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Trung Quốc là địa bàn quan trọng chiến lược trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, trách nhiệm đặt ra cho các cơ quan đại diện tại Trung Quốc, trong đó hạt nhân là Đại sứ quán là rất nặng nề. Đề nghị các nhân viên Đại sứ quán bám sát định hướng trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong triển khai thực hiện, cần linh hoạt theo phương châm ngoại giao, dĩ bất biến, ứng vạn biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, đã khắc phục những khó khăn vất vả để hoàn thành công việc do Đảng, Nhà nước giao phó. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cán bộ nhân viên trong Đại sứ quán sẽ tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Cũng trong ngày 23 tháng 12, Phó Thủ tướng Lào Khăm Phăn Vivavan đã tiếp đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Lào từ những ngày đầu mới. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Lào đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Thông tấn xã Lào. Tại cuộc hội đàm diễn ra sau đó giữa hai hãng thông tấn Lào và Việt Nam, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng thông tin, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, tăng cường trao đổi nghiệp vụ phóng viên và kỹ thuật viên. Cũng nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng Thông tấn xã Lào một số trang thiết bị kỹ thuật giúp Thông tấn xã Lào nâng cao năng lực tác nghiệp, sản xuất các chương trình truyền hình, âm thanh. Việt Nam là một trong ba nước có tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Và không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai các dự án đầu tư cũng dành một khoản kinh phí không nhỏ để thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo và ổn định đời sống cho người dân. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại dự án Thủy điện CK Mản 1, huyện San Say, tỉnh Atapu của Lào, một dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai chính phủ Lào và Việt Nam. Ngồi giặt quần áo ngay tại nhà, tắm cho con bất kỳ lúc nào với nguồn nước sạch mà không cần phải ra suối. Điều này chỉ có được sau khi gia đình chị Ninh chuyển về sinh sống ở khu tái định cư Súc Sao Vàng Đắc Bu. Chuyển về khu tái định cư này, ngoài gia đình chị Ninh, còn có 58 hộ khác bị ảnh hưởng từ việc xây dựng hồ tích nước của công trình thủy điện CK Mản 1. Sau gần một năm chuyển về đây, các gia đình đã quen dần với cuộc sống mới. Ở bản cũng nghèo, đi đâu cũng khó, không đi làm được, khó khăn lắm. Giờ về đây cuộc sống tốt hơn, đi đâu cũng thoải mái, đường có, nhà có, sắp tới còn có cả điện và trạm xá nữa. Không quay về bản cũ nữa đâu, ở đây khó khăn lắm, nghèo, về đây phát triển hơn, nước gần nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống thoải mái. Qua một năm sống ở bản mới, tất cả bà con thấy cuộc sống tốt hơn trước nên thích lắm. Ở đây sống sạch hơn, thích hơn so với bản cũ, con cháu cũng được học hành tử tế.
Khu tái định cư Súc Sa Vẳng Đắc Bu có tổng diện tích gần 700 hectare do công ty điện Sê Ca Mản 1 thuộc tổng công ty Sông Đà đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 3 triệu đô la Mỹ. Để giúp các gia đình có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, chủ đầu tư đã xây dựng nhà ở, nhà kho, các công trình phụ trợ, các công trình công cộng phục vụ cho người dân khu tái định cư và tiếp tục hỗ trợ gạo cho 400 người dân nơi đây cho đến khi hoàn thành việc bàn giao hoàn toàn khu tái định cư này vào tháng 6 năm sau. Để phát triển lâu dài thì chúng tôi có cái kế hoạch là khôi phục nghề nghiệp và khôi phục cái tập tục văn hóa, các cái hội và có cái hỗ trợ để ổn định trong giai đoạn đầu là 30 kg gạo cho một đầu người trong vòng 2 năm và có xây dựng hai cái khu khuyến nông, khuyến ngư để thực hiện công tác khuyến nông, khuyến ngư để phát triển sản xuất sau này cho ổn định cho bà con khu tái định cư. Ngoài khu tái định cư Súc Sa Vàng Đắc Bu này, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn điện Sê Ca Mản 1 thuộc tổng công ty Sông Đà cũng đang triển khai xây dựng một khu tái định cư thứ hai mang tên Hồi Đun nhằm hỗ trợ ổn định đời sống cho bà con chịu chịu tác động của việc đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sê Ca Mản 1. Ngọc Phương, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, đồng hành với chủ nhân lòng. Ngày 22 tháng 12, Ban tổ chức hỗ trợ cán bộ y bác sĩ Viện Quân y 175, lãnh đạo công ty 206 đã tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Champasak và Sư đoàn 5 Quân đội Nhân dân Lào tặng quà cho các gia đình chính sách và bà con Việt Kiều. Bệnh viện 175 đã tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí đối với người có công với cách mạng hai nước, các gia đình chính sách, gia đình nghèo người Lào và các hoạt động này được tiến hành trong các ngày diễn ra hỗ trợ. Dự kiến sẽ có 400 suất quà, trị giá mỗi suất là 1 triệu đồng, được trao tặng và khoảng 1.000 lượt người sẽ được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong dịp hỗ trợ này. Đây là các hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện tình cảm gắn bó đặc biệt, đầy tình nghĩa giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Ngày 22 tháng 12, tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Malaysia đã tổ chức giao lưu hữu nghị nhân dịp chào đón năm mới 2016. Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong điểm lại mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Malaysia trong nhiều năm qua. Đại sứ Lào bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu thắm đượm tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và hai đại sứ quán nói riêng, nhấn mạnh tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc không chỉ thể hiện ở các hoạt động tại hai quốc gia mà còn ở bất cứ nước thứ ba nào có người Việt Nam và Lào sinh sống, làm việc và học tập. Tiếp theo là chương trình giao lưu ẩm thực với các món ăn đặc sản truyền thống và chương trình văn nghệ với những tiết mục mang đậm nét văn hóa dân tộc của hai nước do chính các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Lào thể hiện. Sau đây là thông tin về hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga và Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 22 tháng 12, Cơ quan Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 26 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân với sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quân sự cùng Hội đoàn Người Việt tại Liên bang Nga, lưu học sinh quân sự và đông đảo khách mời. Phát biểu chúc mừng các chiến sĩ Quân đội Nhân dân nhân ngày truyền thống, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, Quân đội Nhân dân Việt Nam là niềm tự hào của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam có đủ khả năng phòng thủ chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải đất nước. Tại buổi lễ, Tùy viên Quân sự Đại tá Nguyễn Vân Hải khẳng định, Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc cũng như trong nền quốc phòng toàn dân. Hiện Liên bang Nga là đối tác chủ chốt và tin cậy trong hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Đồng thời, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, là điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cũng nhân dịp này tại Berlin, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin Brandenburg đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán, đại diện nhiều hội đoàn, các doanh nghiệp người Việt cùng đông đảo hội viên, các cựu chiến binh, gia đình thương binh liệt sĩ tại Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng bày tỏ niềm tự hào về người Việt Nam nói chung, trong đó có các cựu chiến binh đã được bạn bè Đức, chính phủ Đức đánh giá là một trong những cộng đồng hòa nhập tốt nhất tại Đức. Trên cơ sở đó, Đại sứ mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống để không ngừng xây dựng cộng đồng người Việt tại Đức phát triển, hội nhập, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức lên một tầm cao mới.
Festival Hoa Đà Lạt 2015 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 12, nhưng ngay từ ngày hôm nay 24 tháng 12 thì du khách đã có thể hòa mình trong những không gian nghệ thuật của những cuộc triển lãm tranh, trong đó có triển lãm tranh Mẹ, Hoa và Phái Đẹp của họa sĩ Vi Quốc Hiệp. 42 bức tranh trưng bày tại triển lãm thực sự đã đem đến cho những người yêu nghệ thuật một bữa tiệc của sắc màu. Những nét tinh tế của thành phố hoa Đà Lạt, không gian sống của người Đà Lạt giữa ngàn hoa đã được chắt lọc qua những nét vẽ, những mảng màu của tranh sơn dầu. Ý tưởng của họa sĩ Vi Quốc Hiệp gửi vào tranh vẽ về hoa, về người mẹ không khác gì là muốn tôn vinh phẩm giá của người phụ nữ, một nửa của thế giới luôn là biểu tượng của cái đẹp. Mẹ và hoa, phái đẹp, chủ đề của triển lãm tranh cũng thêm một lần nữa khẳng định giá trị riêng có của thành phố Đà Lạt, nơi mà cuộc sống của mỗi con người không thể thiếu hoa. Triển lãm tranh Mẹ, Hoa và Phái Đẹp kéo dài từ nay đến hết Festival Hoa Đà Lạt. Đây được xem là một trong những không gian nghệ thuật để du khách có thể có thêm nhiều cảm xúc về thành phố hoa. Ngày 24 tháng 12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Xúc tiến Du lịch phối hợp với Vietnam Airlines, chi nhánh Nha Trang đã tổ chức lễ đón vị khách du lịch thứ 4 triệu của năm 2015 đến với Nha Trang, Khánh Hòa. Vị khách thứ 4 triệu đến với Khánh Hòa trên chuyến bay VN1362 thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines là ông Vlasenko Stanislav, quốc tịch Nga. Trong năm nay, du lịch Nha Trang Khánh Hòa đón khoảng 4,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 974.000 lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Nga và Trung Quốc đang là hai thị trường dẫn đầu về lượng khách đến với Khánh Hòa để du lịch nghỉ dưỡng. Doanh thu du lịch của Khánh Hòa trong năm nay đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Tính đến nay, Khánh Hòa đã có hơn 610 cơ sở lưu trú với trên 20.000 phòng, trong đó có 10.600 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Điểm tô không khí Giáng sinh vui vẻ, ấm áp cho mọi người xung quanh. Mùa Giáng sinh năm nay, một bạn trẻ ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có ý tưởng độc đáo, đó là hóa thân thành ông già Noel và cưỡi mô tô đi phát quà Giáng sinh theo yêu cầu. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và đặc biệt là các em nhỏ. Ông già Noel với chiếc Can-Am Spyder RSS thay cho cổ xe tuần lộc huyền thoại đã thu hút mọi người cũng như các em nhỏ ở thành phố trẻ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tiếng nhạc vui nhộn của bài Jingle Bell cùng với hai ông già Noel hiền lành, thân thiện từ nhiều ngày nay đã tạo nên ấn tượng khác lạ của một mùa Giáng sinh ở tỉnh Quảng Trị. Đây là ý tưởng độc đáo và thú vị của các biker Đông Hà nhằm tạo không khí vui vẻ, ấm áp cho mọi người trong dịp Noel này. Thông qua cái việc ánh mắt và nụ cười cũng như cái sự hào hức của những đứa bé mà nhận được cái món quà, làm cho anh em của mình cảm giác rất là vui và phấn khởi. Mình muốn mang một cái gì đó mới lạ, khác so với những năm trước. Hy vọng các em nhỏ sẽ có một mùa Noel thì Giáng sinh ý nghĩa. Cứ vào khoảng 18 giờ tối, hai ông già Noel này lại tất bật chuẩn bị áo quần, dụng cụ để đi phát quà cho các em nhỏ. Tuy nhiên, không phải là cổ xe tuần lộc, các ông già Noel lại cưỡi mô tô Can-Am để đi tặng quà. Được trang trí đầy đủ màu sắc truyền thuyết với cây thông Noel, dòng chữ Merry Christmas và những chú tuần lộc nên chiếc xe trông rất thu hút và đẹp mắt. Bạn nhỏ nào cũng háo hức mong chờ sẽ nhận được quà từ hai ông già Noel này. Cháu thấy rất là vui, thấy ông già Noel. Ông già Noel tặng quà cho cháu, cháu hay học chăm quá học chơi, vậy ông già Noel tặng quà nhiều. Mặc cho thời tiết của miền Trung những ngày này có phần rét mướt, nhưng sự xuất hiện của những ông già Noel thời ác công tặng quà cho các em nhỏ đã góp thêm niềm vui mới lạ ở Quảng Trị trong dịp lễ Giáng sinh này. Chúc một em nhỏ có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình tại hai địa chỉ website hiện trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.